thì là cố yêu Trần Thành Nam, người đã quen thuộc với chúng ta. Nên câu hỏi tôi sẽ đặt cho nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê trước. Anh Khuê đã bao giờ có những cái lo âu trong chuyện tình cảm trước đây hay chưa? Bất kể trong tình yêu hay là trong công việc hay là một cái gì đó thì bao giờ cũng có một cái nỗi lo, có thể là vì do mình lường trước được tất cả những cái vấn đề, thế thì thành ra là nó bị áp lực, nhiều khi nó thổn thức, tim có khi nó đập thình thịch. Lo là đương nhiên, nhưng mà cái lo nó cũng là một cái gia vị để làm cho các cái mối quan hệ đấy nó trở nên thú vị hơn chứ, đúng không anh? Phong phú hơn. Đấy, phong phú hơn. Và cái quan trọng là mình lo vừa đấy. Vượt qua được cái nỗi lo ấy, thì cái mối quan hệ đấy có lẽ là nó lại để lại nhiều ấn tượng, cái mối quan hệ nó lại bền chặt. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang tới chương trình một nhân vật nam. Chàng trai này cũng có những nỗi lo của riêng mình trong tình yêu. Hãy cùng xem đó là ai. Một người bạn trai cao 1m90 là điều ao ước của bao nhiêu cô gái. Nhưng trong đơn đăng ký gửi về chương trình thì chàng trai này chỉ dám viết mình cao có 1m88 vì lo lắng rằng bạn nữ sẽ thấy mình cao quá khổ. Hơn cả lo ngại về chiều cao, anh chàng này còn có một nỗi lo lớn hơn, đó là sự ám ảnh về những mối tình đã qua. Nhưng tạm gác lại những âu lo trong quá khứ, giờ đây anh đã sẵn sàng đi tìm kiếm em. Em biết không, sau mỗi giờ làm việc, anh có thể hướng ngoại part time, nhưng quan tâm người mình yêu thì là full time. Ngoài ra, anh còn đặc biệt yêu thích môn lịch sử bởi vì nhìn sách sử, anh thấy được quá khứ, còn nhìn em, anh thấy được tương lai. Anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Em có thể trở thành tương lai của anh không? Chúng ta cùng chào đón bạn Ngô Đình Duy đến với Hãy Yêu Nhau Đi. Chào Duy, mời Duy ngồi. Đứng lại, chưa ngồi. Chưa ngồi. Anh Khuê đứng vào. Anh cũng dạng cao to nhưng mà thành trung nhìn này. Ôi rồi. Anh nhìn thấy em một chiều cao lý tưởng mà nhiều người đàn ông mơ ước không có. Tại sao em lại thấy đây là một trở ngại? Mọi người nhìn ngoại hình của em hiện tại thì có thể là thấy nó rất là cân đối, nhưng cách đây khoảng 6-7 năm trước đây thì nó lại không như vậy ạ. Vẫn là chiều cao như thế này nhưng mà nó giảm xuống cỡ khoảng 20kg thịt nữa. À, có nghĩa là bị gầy. Dạ vâng, em bị gầy ạ. Wow. Và làm thế nào mà em có một thân hình cân đối như bây giờ? Chắc là em dậy thì thành công ạ. Anh Khuê đã bao giờ ngày xưa trong cùng trang lứa anh cũng có cái nỗi lo về chiều cao của mình giống như bạn Duy của chúng ta chưa ạ? Ngày xưa gọi là đi tán gái không dám đi ngẩng cao đầu này, tại vì thành một cái thói quen, tức là bao giờ cũng cúi mà sửa mãi bây giờ mới đi thẳng được đấy, bởi vì ngày xưa là cứ sợ là cao, sợ cao quá, sợ cao quá. Cái lứa thì lại hầu như là ít người cao cho nên là bị ám ảnh lắm. Đứng ở một khu vực mà nhiều người thì em thường là em sẽ tìm những khu vực nào mà nó thứ nhất là phải ở trong góc này, hoặc là chỗ nào đó mà có một chỗ để ngồi thì em sẽ ngồi xuống, để tức là em rất hay bị trêu về vấn đề chiều cao, nên là hồi đó là em gần như là em sẽ bị hơi stress một chút về vấn đề đó. Ám ảnh. Vâng. Bất cứ một cái sự khác biệt nào cũng có thể nó là cái điểm bất lợi khi mà những người khác họ có một số những cái lời bình phẩm mà không tích cực. Chứ còn đến bây giờ tôi mà được đổi thêm mấy mm mà bạn muốn ăn gian ấy thì là tôi cũng sẽ hạnh phúc hơn đấy, đúng không? Bây giờ thì chiều cao có còn là nỗi sợ hãi của em nữa không? Em đã bớt tự ti về cái chiều cao của mình rồi, cái đó nó không phải là cái trở ngại của mình nữa, và mình sẽ biến những cái trở ngại đấy thành ưu thế ạ. Em hiện nay đang làm trong lĩnh vực gì, Duy? Dạ hiện tại em đang làm tuyển dụng nhân sự ạ. Trong công việc tuyển dụng của em ấy, những yếu tố nào là quan trọng nhất? Nó có áp dụng được vào trong tình cảm hay không? Khi mà em tiếp xúc ấy, bất kỳ một ai đó em sẽ nhìn vào mắt đầu tiên ạ. Để đánh giá là thứ nhất là bạn ấy có tự tin khi mà đến gặp bên tuyển dụng hay không. Và thứ hai là có thể đánh giá được là bạn ấy có thực sự mong muốn làm việc ở công việc này hay không. Vậy thì em hãy nhìn vào mắt anh. Anh muốn biết thực sự em có mong muốn đến đây để tìm một nửa của mình hay không, một cái niềm tin chắc chắn.
Em chắc chắn là hôm nay em sẽ đến đây và sẽ có một thành tựu gì đó mang về. Em cảm nhận điều đó à? Khoảng 80% rồi ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang có một chàng trai ở đây, ngoại hình rất là bắt mắt nhưng lại là một nỗi lo của chàng trai này. Làm thế nào đây để tìm cho chàng trai này một cô gái phù hợp? Chúng tôi mang tới 3 ứng viên sau đây. Chào cậu, tớ là Thùy My. Trái ngược với cái tên dịu hiền, tớ đây là một cô gái cực kỳ cá tính và mạnh mẽ. Hiện tại, tớ đang là một nhà sáng tạo nội dung, công việc mà tớ có thể gửi gắm cái tôi cá nhân vào trong mỗi sản phẩm. Người ta thường nói, để có một mối tình thật đẹp và bền lâu, người con gái nên nhu mì, mềm mỏng. Nhưng đó lại chính là thứ mà tớ đang thiếu. Chào bạn, mình là Minh Huyền. Công việc hiện tại của mình là một kế toán. Khác với những cô gái ở độ tuổi 20 mang cho mình nhiều mộng mơ về tình yêu, Minh Huyền sống cực kỳ thực tế. Quan điểm về tình yêu của mình vô cùng đơn giản. Tình anh ở đâu thì tiền của anh cũng sẽ ở đó. Chào bạn, mình là Phương Anh, một cô nàng đáng yêu và tích cực. Mình luôn giữ vững quan điểm, cuộc đời sẽ thật mỹ miều, chỉ cần em đừng nghĩ nhiều. Sở hữu ngoại hình nữ tính, nhưng ý chí của mình lại vô cùng mạnh mẽ. Nên dù chỉ mới 22 tuổi, mình đã sở hữu 2 shop quần áo nữ tại Hà Nội. Trong tình yêu, sự bao dung và sẻ chia là quan trọng nhất. Vì nếu không có những điều đó, chúng ta có thể đánh mất nhau bất cứ lúc nào. Đúng theo lẽ thông thường, tôi sẽ phải hỏi cố vấn, tôi hỏi khách mời xem ai sẽ phù hợp với bạn. Nhưng hôm nay tôi sẽ để trực giác của bạn lên tiếng. Em chọn bạn số 3. Em cảm thấy giọng bạn của bạn ấy rất là hay. Các thông tin các bạn đưa ra là khá là phù hợp với cái gu stick của em. 1m65, 50kg. 1m65 mà đứng cạnh 1m90. Nó cũng khá là cân đối đấy. Bạn ấy sẽ đi một đôi giày khoảng 10 phân nữa chẳng hạn nếu đi cạnh em. Nhưng còn điều gì nữa không? Trực giác mách bảo em điều gì nếu như em chọn ứng viên số 3? Và thực tế thì em cũng là một người đàn ông bao dung. Nên là em nghĩ là trong chuyện tình cảm, nếu em với bạn ấy thực sự ngày hôm nay có thể kết đôi được thì đó sẽ là một chuyện tình rất là đẹp đấy. Hay. Rồi. Thưa quý vị, tôi xin khẳng định rằng trực giác của chàng trai này là có. Vì sao? Bởi vì chúng tôi đã mời đến đây ứng viên số 3, bạn Phương Anh. Xin được chào đón Phương Anh đến với Hãy Yêu Nhau Đi. Em nghĩ gì khi có một chàng trai chưa gặp em, nghe giọng em thôi, thứ nhất là có cảm tình, cái thứ hai là trong số các ứng viên mà chương trình mời tới đây thì chọn đúng là em? Em nghĩ chắc là có thần giao cách cảm đấy ạ. Đấy là vũ trụ đưa đẩy rồi anh ạ. Nhưng mà em có tin vào những cái trực giác ở trong các cái mối quan hệ tình cảm không? Em có, em rất tin, em là một người cũng theo cảm xúc nên là em rất là tin vào điều đấy. Vậy thì trực giác lúc này của em nói với em điều gì về chàng trai bên này? Em cảm thấy khá là tò mò về bạn ý vì cảm thấy là có một cái điểm tương đồng gì đấy giữa hai người. Em khá là mong chờ. Qua những thông tin nhá, bạn ý đang thể hiện là một người mà trên thì tường kinh sử, dưới là dài 1m1 luôn. Tại vì bạn cao 1m90 nên là chắc là đôi chân cũng phải là 1m1 đấy. Em rất là thích con trai cao, đúng gu rồi đấy ạ. Bên này có để ý là thấy anh chàng vừa nghe cô nàng cất tiếng cái là giữ chặt tim như này. Cháu thì sợ nó nhảy ra mất thôi. Đấy. Các em đã bắt đầu có cái sự liên kết rồi đấy. Bây giờ tôi muốn là nhà trai với nhà gái sang ngó rồi về báo tin lại cho hai em. Và nhân tiện đó thì mình cũng mang quà của hai em gửi qua ô cửa sổ kia luôn. Đây là món quà của Phương Anh tặng cho Duy. Đấy. Nhà trai có cái món quà to chứ này. Sao lại có thể đẹp đến thế? Đẹp đôi đúng không anh? Đẹp đôi. Đẹp đôi. Nam cũng nhận không? Ngôn ngữ tuổi teen anh nhìn bên này là mờ len lắm. Nhìn món quà này là em biết là bọn em lại có một điểm tương đồng nữa rồi đấy. Em là một người rất yêu động vật. Em thích đặc biệt là chó. Vâng, nhà em thì có nuôi 2 bạn poodle và đây cũng là con chó ấy ạ. Đây là Husky. Em thử nhìn cảm xúc mặt của nó, em thử đoán là nhà trai muốn gửi gắm điều gì không?
Mặt bạn này trông hơi cáu gắt với em một tí, nhưng mà em mong muốn là cái người tặng quà cho em sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, chứ không phải là cái gương mặt này đâu. Một chú chó bông trông rất đáng yêu nhưng mặt lại hơi quá. Tại sao? Thực tế thì cái gương mặt đấy thì nó sẽ rơi vào những cái cảm xúc khi mà bạn ấy cảm thấy đang chán một cái gì đó mà bạn ấy có thể nhìn vào nó và có thể huých nó một vài cái. Cao quá đấy. Kiểu thế đúng không? Bây giờ mời Duy mở quà của Phương Anh ra nào. Đây là một loại nến. Nến thơm. Đúng rồi. Cái món quà này em sẽ để lên làm việc. Và sau những giờ làm việc mệt mỏi em sẽ mở nó ra. Và cái hương thơm nó rất là nhẹ. Bây giờ phải hỏi chủ nhân món quà. Đối với em, tất cả những cái giây phút nào mà bật cái ngọn lửa ở trên nến này lên thì nó đều rất là lãng mạn. Thì em mong muốn là em với bạn nam này có thể sử dụng và có những giây phút lãng mạn như thế. Một thông điệp đấy. Hai người bạn trẻ, họ rất đẹp đôi. Họ đã đến đây với một mong cầu đơn giản, đó chính là sự chân thành cũng như sự nghiêm túc trong tình cảm. Mong chương trình tìm cho họ một nửa đúng với yêu cầu của họ. Vậy thì chúng ta hãy để họ tìm hiểu với nhau nhiều hơn thông qua những gì đã trải qua trong quá khứ. Và xin được chào đón quý vị đến với Hôm Qua.